Hi các bạn, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Shin đây. Vâng, thì mình là Shin, là một cái cậu bé bút chì ha các bạn ha. Và như các bạn đã biết thì cậu chàng Shin này rất là phá phách và nghịch ngợm. Thì lúc trước có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm cậu bé Shin, cậu bé bút chì, rồi anh ơi hãy làm mod Shin cậu bé bút chì đi. Thì ok, hôm nay mình đã có cái bé Shin cậu bé bút chì rồi. Thì đây là cậu bé Shin. Đó, một cô bé rất là bướng bỉnh và nghịch ngợm các bạn ha. Đó, rất là dễ thương luôn. Đó, thích hợp với cho các bạn trẻ yêu thích hoạt hình. Ok, thì hôm nay mình sẽ qua mình rủ Nobita để đi lấy búp bê ở cái đảo hoang ha các bạn ha. Thì nhà của Nobita nó cũng gần nhà mình thôi. Đây là nhà của Nobita nè. Đó, còn đây là nhà của mình nè. Đó, do là trời tối là ba mẹ mình không có cho đi chơi cho nên là mình đã trốn. Đó, mình leo lan can, mình nhảy ra. Đó, mình nhảy từ cái bên nhà, mình nhảy qua cái nhà gửi xe nè. Đó, do là mình đã chuẩn bị trước xe đạp mình để ở ngoài rồi nè các bạn, thấy không? À, giờ thì tất cả mọi người đã ngủ rồi. Nhưng mà mình thì mình rất thích búp bê ha các bạn ha. Cho nên là hôm nay mình sẽ qua mình ngủ Nobita để đi lấy búp bê. Đó, ở đó thì mình nghe nhiều người nói, bạn mình nói là ở đó rất là nhiều búp bê đẹp các bạn. Cho nên là hôm nay mình sẽ qua mình ngủ Nobita đi qua đảo đó lấy búp bê ha. Ôi, what the fuck, cái tướng chạy xe gì kỳ vậy Shin? Shin này biết chạy xe không ta? Đạp xe đạp mà tướng ngồi kỳ quá. Ok, thì đây là nhà của Nobita. Đó, hôm nay thì mình sẽ vô mình ngủ Nobita để đi lên cái đảo đó để mình lấy búp bê. Ok, Nobita ơi, bạn có nhà hay không vậy? Mình là Shin đây, mình qua tìm bạn đây. Ai, nó đang ngủ rồi. Này Nobita ơi, dậy đi. Nobita, dậy đi. Nè, mình nói cho bạn nghe nè, mình mới phát hiện ra một cái đảo búp bê rất là đẹp luôn. Đó, thì hôm nay mình tính ngủ bạn đi qua cái đảo đó để lấy búp bê về chơi. Bạn có đi không? Nobita. Trời ơi, giờ này tối rồi, đi đâu mà đi nữa. Mày có thấy hai con mắt của tao bây giờ mở không lên luôn không? Nó đang trợn trắng lên nè, đi đâu mà đi. Này Nobita ơi, đi đi. Mình thấy ở đó rất là nhiều búp bê đẹp và rất là nhiều những cái điều thú vị đang chờ chúng mình đi xem đó. Nobita à? Vậy hả? Ok, tao chấp nhận đi với mày đó. Mày hãy dẫn đường đi, mở cho nó có sao không? Không sao Nobita à, chỗ đó rất là rừng. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Bạn phải ra khỏi nhà đi thì mình mới hả chỉ cho bạn xem cái chỗ đó đang ở đâu được. Gã nha Nobita, mình sẽ ra ngoài đó mình đứng đợi bạn nha. Ok. Hay, vậy là mình đã rủ Nobita đi lấy búp bê thành công với mình rồi. Đấy, đây là xe đạp của mình. Đấy, mình sẽ đứng đây mình đợi Nobita nó rửa mặt cái đi ra với mình ha. Đấy, trời thì rất là tối. Thì mình phải đi vào lúc trời tối như thế này thì mới không bị người lớn phát hiện là mình vô mình đánh cắp búp bê các bạn ha. Đó, cái đảo đó rất là nhiều búp bê đẹp. Ok, và Nobita đã ra rồi các bạn ơi. Thì để rút ngắn thời gian thì Nobita lấy con xe Vespa. Đó, đây là với con xe Vespa Piaggio để đi qua cái đảo đó ha các bạn ha. Đó, đây thì mình có một cái đèn pin. Đó, đây là chiếc Piaggio Vespa. Để có thể đi qua đó gần hơn thì Nobita nó sẽ lấy cái xe này ra để đi. Đó, một con xe rất là dễ thương. Con xe này đồng hành với Nobita rất là nhiều video rồi ha các bạn ha. Ok, thì do là mình biết đường cho nên là mình sẽ lên mình chở Nobita. Rồi, nó lẹ lên Nobita ơi. Do là mình lùn quá cho nên là mình ngồi nó hơi là bá đạo xíu. Ok, thì cái đảo đó nó sẽ nằm ở đây ha Nobita ha. Đâu rồi đây. Đó, tuy rất là xa nhưng mà với cái lũa của Shin thì khoảng cách nó cũng sẽ gần thôi. Cái okay. Oh shit. Ôi, xin lỗi Nobita. Tại tối quá mình không thấy đường. What the fuck? Chết mẹ Nobita rồi. Nobita, bạn có sao không vậy? Mình xin lỗi nha. Giờ là mình lùn quá, mình không có thấy đường chạy. Mình sẽ chạy cẩn thận lại, bạn yên tâm đi. Đó, mình đã dụ Nobita lên cái đảo hoang đó với mình để lấy búp bê các bạn. Ơi, con xe Vespa mình quên là con xe Vespa của Nobita nó được độ chạy rất là nhanh. Mình tưởng đâu là như những con xe Vespa thường. Đúng là Nobita rất là chịu chơi ha các bạn ha. Đó, do là cái này là buổi tối thôi các bạn.
gần 11 giờ đêm rồi, cho nên là đường phố rất là vắng. Chỉ có những đứa con nít giống như Shin và Nobita thì mới xuất hiện ngoài đường vậy thôi. Đừng lo Nobita, hãy tin tưởng vào Shinbuchi. À, cái tướng chạy xe rất là bá đạo các bạn. Cái này mà chơi đua xe không biết sao nữa. Đây mình sẽ tăng tốc. Này đường phố rất là vắng, chỉ có lác đác vài chiếc xe thôi. Trời ơi, Shin đi đua xe giống như đi đua xe luôn vậy các bạn. Trời ơi, chạy nhanh vãi cái lái luôn. Ờ, nếu mà đi xe đạp thì không biết tới chừng nào mới tới nơi hả Shin lúc chi. Wow, này giống như đi đua xe rồi các bạn, không phải như là chở Nobita đi lấy búp bê rồi, cái này giống như đi đua xe luôn rồi. Ôi trời, chạy nhanh phải cái đáy luôn. Nobita ngồi sau chắc là cũng hả gung như cây sấy luôn đó, để bám xe rất là chặt. Ô, chạy hố rồi, hố rồi, quay lại hố rồi. Và chạy đường kia nó mới gần hơn ha các bạn ha. Đây, đây. Ok. Sao đường này nó hoàng quèm lum la vậy, để mình đi đường này cho nó qua, cho nó đi tắt qua coi. À không được, nó bắt mình phải đi đường dưới. Ok. Đừng lo Nobita ơi, cái đảo này là mình được bạn bè của mình nói là một cái đảo rất là an toàn, nó sẽ không có gì đâu. Với lại Nobita đi theo Shin mà, bạn sợ cái gì đúng không? Đây, tới rồi. Đó, mình chạy một phát một hồi tới nơi liền. Đó, mình sẽ chỉ cho bạn xem. Đó, cái đảo nằm ở bên kia đó. À, ok, xuống xe thôi Nobita ơi. Mình sẽ đi tìm cái phương tiện để mình đi qua bên đó ha. Đi xuống đây nè, coi chừng té nha Nobita. Hãy theo Shin. Lại lên Nobita ơi, bạn đi chậm quá. Tướng Shin chạy rất là mắc cười luôn các bạn. Nobita ơi, bạn sợ cái gì hả? Sao bạn đi chậm quá vậy? Đây, cái mặt của Shin rất là bố đời các bạn. Mình sẽ xuống đây để mình tìm cano ra ngoài đảo. Ok. Nếu không có thì mình sẽ lấy ra ha. Rồi, có thuyền rồi Nobita ơi, lên đây lên. Ơi, what the fuck? Xin chạy xe ghê quá. Rồi lên lại lên Nobita ơi. Mình sẽ chở bạn cái đảo đó để bạn lấy búp bê chúng với mình ha. What the fuck, con thuyền nó chạy nhanh dữ vậy. Đây, bạn thấy gần chưa? Bên kia có chiếc thuyền à? Ủa, tại sao lại bên kia có chiếc cano? Hay là có người trên đây ta? Mình nhớ bạn mình nói cái này là một cái đảo hoang mà, hoàn toàn không có ai trên đây mà. Đó, mình đậu đây cho chắc. Rồi, đi ra thôi Nobita ơi. Đến đây nè. Đó, mình sẽ chỉ cho các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn xem và Nobita xem trên đảo này có nhiều búp bê tới cỡ nào. Đâu rồi, Nobita đâu rồi? Trời ơi. Ê, what the fuck, thằng nào vậy? Trời ơi, mình tưởng nó thằng nào chứ. Ai giờ Nobita. Ơi, chiếc cano của mình nó bị trôi ra xa rồi kìa. Nhưng mà không sao, ở bên kia là nó cũng có chiếc cano khác rồi ha. Ok, đi đây Nobita ơi, mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Ủa, thằng này thằng nào đây? Còn cây cưa máy là sao? Tại sao thằng này nó lại không có tay? Nó nằm ở lăng lăng đây là sao nhờ? Còn đây thằng cầm cưa máy là thằng nào đây? Ồ, ghê quá. Ủa, sao mình nghe bạn mình nói trên đây rất là nhiều búp bê mà Nobita? Nobita ơi, cẩn thận nha. Bên kia có thằng nào kìa, đang làm cái gì kìa? Nó đang làm gì đây?
quýnh nó được không? Ủa sao kỳ vậy? Mấy cái người này là mấy cái người gì vậy Nobita? Wow, mình phải cẩn thận nha, trên đây chỉ là chỉ có Shin với Nobita thôi đó. Đi bạn, mình sẽ dắt bạn đi qua bên kia lấy con búp bê ha. Rất là ghê. Nhưng không sao đâu, đã có Shin ở đây mà. Nobita đừng sợ nhé. Ở bên nhà kia nó mới có búp bê kìa Nobita ơi. Ừ, đây lại có thêm một cái thằng dưới nè. Ê, mấy thằng này quýnh không được Nobita. Ê, búp bê nè Nobita ơi. Đó, đây là con những cái búp bê mà mình nói với bạn nè. Rất là đẹp ha Nobita ha. Ok, rồi mình sẽ qua bên đây. Ở đây có búp bê nè Nobita ơi. Đó, đây là những con búp bê rất là đẹp. Khi mình không có tiền mua thì mình có thể vô đây để mình lấy những con búp bê này mà mình chơi được. Đó, Nobita thích chưa Nobita? Nè, bên đây có con búp bê này Nobita. Ơi, đây là những con búp bê rất là đẹp và dễ thương ha Nobita ha. Rồi mình sẽ qua bên đây. Đây đây lại có thêm một con búp bê nè. Đó, rất là đã luôn Nobita. Đây đi, Nobita hãy đi theo mình. Mình sẽ dẫn Nobita đi coi, đi tham quan cái hòn đảo này luôn. Ở ngoài đây hình như là nhớ có búp bê nè. Ở ngoài đây không có rồi. Bây giờ mình sẽ vô nhà ha Nobita ha. Đó. Ở đây lại còn thêm búp bê nè, đây là có búp bê khỉ Nobita. À, đây là có búp bê bị hư rồi, nó còn nửa người à. À. Ủa. Nhưng mà sao ai đứng bên kia kìa Nobita ơi? Đây cũng là búp bê luôn hả? Để mình lại mình coi thử ha. Đây mình sẽ quýnh nó thử. Alo. Ê, đây chính là Valak nè Nobita ơi. Ê, sợ quá. Cẩn thận đó Nobita. Đây chính là ma nữ Valak đó. Đó, các bạn thấy rõ chưa? Đó, đây là một cái mặt rất là ghê của Valak. Đừng đánh nó Nobita ơi. Nó sẽ giết bạn đó, bạn chạy đi. What the fuck? Lần đầu tiên trong cái năm mình thấy là thánh Valak. Đó, đây là con ma nữ Valak. Ồ, ghê quá. Valak hay là Vala gì đó. Mình không quan tâm nữa. Nhưng mà sao nó lại đuổi theo nó chém mình vậy Nobita? Bạn có biết không? Hồi nó cầm một cây búa đó kìa. Ghê quá đi. Nobita ơi, mình sợ quá. Ê, Valak ơi, tôi anh đây tôi chỉ tìm búp bê thôi chứ tôi đâu có muốn làm gì anh đâu. Tại sao lại giết tôi? Chạy ơi Nobita ơi. Nhưng mà coi ra nếu mà mình chạy thì không được rồi. Mình sẽ không thể thoát khỏi cái hòn đảo này nếu như mà mình không tiêu diệt Valak. Đó. Ghê quá, cái mặt nó ghê quá các bạn ơi. Ok, với một cái trí thông minh siêu việt của Shin thì cậu sẽ suy nghĩ ra được là mình sẽ lấy một cái súng flare. Đó. Đây là cái súng flare. Đó, có thể chiến đấu với nó. Đây là một cái súng đồ chơi các bạn ha. Như là một cái súng báo hiệu vậy đó. Nè, Shin muốn chị lăn lộn nè. Đó, các bạn thấy nhảy chưa? Vậy. Đây mình sẽ tấn công Valak. Này thì Valak. Và mình sẽ đánh dấu cho mọi người biết là mình nó chính hòn đảo này. Và mình sẽ nhờ của sự giúp đỡ. Mọi người ơi, hãy giúp mình đi. Nhưng mà bắn theo kiểu mình thì nó rất là hao đạn các bạn. Mình phải để súng lại để mình tiêu diệt con Valak xấu xa này. Đừng vào Nobita ơi. Bà đó đang bị cháy đó. Nếu mà vào bạn sẽ chết đó Nobita. Sao bạn ngu quá vậy? Sao bạn stupid quá vậy? What the fuck, mình cũng bị luôn nè. Bà nhảy xuống nước thôi. Ê, chết tôi. Chết chết. Chết mẹ rồi. Chạy ra chỗ khác. Nobita ơi, bạn đâu rồi? Nobita. Cả cái con Valak kia nữa.
chết luôn rồi hả? Ôi chết mẹ rồi. Mình đã giết được con Walak, nhưng mà Nobita thì cũng bị chết theo luôn rồi. What the hell, Nobita? Tại sao vậy? Trời ơi, tại sao cái cuộc đi săn búp bê ngày hôm nay của mình lại là một cái cuộc đáng thương như thế này? Tại sao cái cuộc đi săn búp bê ngày hôm nay lại là một cái chết của Nobita vậy? Mình không có muốn như đó đâu Nobita. Bạn hãy sống dậy đi. Mình là Shin đây nè. Bạn chết thiệt rồi hay sao? Ôi trời ơi. Nhưng mà tại sao con Walak này nó lại xuất hiện ở đây? Con Walak đáng ghét này, mày đã hại chết Nobita, tao nhất định phải giết mày. Ây da, thật là xin lỗi Nobita nha. Nobita nó chết rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ dùng thuyền mình đi vô bờ thôi. Thật là đáng thương. Kiểu này mà nếu như là Doraemon biết là Doraemon muốn mình chết. Đây là lỗi của Shin rồi, tất cả là lỗi của Shin. Do Shin phá quá cho nên là mới xảy ra cái sự việc ngày hôm nay. Nên mình sẽ lên cano, mình đi vô bờ. Mình sẽ báo cho mọi người biết là con thánh nữ Walak này trong đây. Đây, chiếc thuyền nó bị kẹt rồi, không có chạy được. Đây thì mình sẽ cho nó bơi ha các bạn ha. Đây, Shin đang bơi. Đó, đó, mình sẽ chở lặn dưới luôn. Nó đang cầm gì vậy? Vô giống như nó đang cầm cái dít cái gì. Đi vô. Đây còn cách bờ khá là xa. Đây cuộc gặp Walak rất là chóng vánh. Khi mà mình sử dụng cái súng tưởng như đồ chơi là cái súng flare gun này, mình đã đốt cháy nó. Nhưng mà đồng nghĩa với việc Nobita cũng chết luôn. Thật sự rất là buồn luôn đó. Ok, và cái video xin ngủ Nobita lên đảo để lấy búp bê nhưng mà Walak nhập Walak tới đây kết thúc ha. Và Nobita thì cũng chết luôn, đó là sự vô ý của Shin. Và nếu như các bạn nào thích video này của mình thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ cho channel mình lên được 100k subscribe sớm nhất có thể ha. Và nếu như các bạn có nhận xét hay là có yêu cầu gì thì các bạn nhớ comment ở bên dưới video của mình ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau trên channel của Stormy Gaming ha. Bye bye các bạn.